Sáng 23 tháng 10 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến Kazakh, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov và Bộ trưởng Bộ Công Thương Anton Alikhanov. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thành phố Kazakh, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam, bày tỏ sự coi trọng và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch BRICS của Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt đạt được giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Putin, mong muốn cùng Chính phủ Nga tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có cùng thế mạnh và tiềm năng trên cơ sở cùng có lợi. Chào mừng và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Chính phủ Nga rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có lĩnh vực năng lượng dầu khí, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, bao gồm các doanh nghiệp dầu khí quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato Johari bin Abdul và phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 10 2024. Chiều ngày 23 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức, sau đó hai bên đã tiến hành hội đàm. Chào mừng Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025, khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và giữa Quốc hội, nghị viện hai nước đi vào thực chất, hiệu quả. Thời gian tới, để tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện, Thượng viện Malaysia, tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Hoan nghênh Malaysia trong năm 2022 đã thành lập Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hạ viện Malaysia tiếp tục quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia sinh sống, lao động và học tập, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Malaysia và là cầu nối cho quan hệ giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các nghị sĩ hai nước, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Hạ viện Malaysia cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mến khách mà Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn, nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia là một phần quan trọng của ASEAN, đang nỗ lực đồng hành cùng nhau phát triển kinh tế, chia sẻ những thành tựu về khoa học, công nghệ và hợp tác năng lượng. Chủ tịch Hạ viện Malaysia cho biết ghi nhận và xem xét nghiêm túc các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mong muốn sẽ được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Malaysia khi Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch IPA trong năm 2025. Cũng trong chiều nay 23 tháng 10 tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, thảo luận tại hội trường, đại biểu cho biết, tại khoản 2 điều 3 quy định, di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tuy nhiên trong bộ phận di sản văn hóa vật thể còn có các di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới và di sản văn hóa thiên nhiên thế giới hỗn hợp do UNESCO công nhận. Mỗi di sản phải đáp ứng các tiêu chí khác nhau như di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An được công nhận bởi tiêu chí 2 và 5, di sản văn hóa thế giới Thánh địa Mỹ Sơn được công nhận bởi tiêu chí 2 và 3, di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội thì được công nhận bởi tiêu chí 2, 3 và 5 và 6. Do đó, dự thảo luật cần có quy định riêng về cơ chế, mô hình quản lý phù hợp với đặc thù của các cái di sản này. Đại biểu cũng cho rằng, đối với di sản đô thị cổ Hội An, đây là bảo tàng sống, có hàng ngàn người dân đang sinh sống
việc quản lý không chỉ theo luật di sản văn hóa mà còn chịu tác động của nhiều luật khác như Bộ luật hình sự, Luật dân sự, Luật lao động, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Do đó cũng cần có cơ chế quản lý riêng. Về vấn đề triển khai, đại biểu đề nghị cần sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định hướng dẫn ngay sau khi luật được thông qua nhằm giúp cho hoạt động quản lý và hoạt động chuyên môn được kịp thời. Trong thời gian vừa qua, việc quy định hướng dẫn thi hành luật di sản văn hóa vẫn còn thiếu, chưa cụ thể ở một số lĩnh vực như điều kiện thành lập bảo tàng, định mức chi trong hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực di sản văn hóa như định mức kiểm kê di sản, định mức chi xây dựng hồ sơ di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, định mức thuê chuyên gia, nghệ nhân tham gia nghiên cứu và biểu diễn. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho hoạt động bảo tồn, tu bổ, phục hồi, truyền dạy cũng còn hạn chế. Còn khó khăn trong xử lý giữa bảo tồn và nhu cầu phát triển du lịch. Chưa có cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Những hạn chế trên đã làm cho các địa phương gặp một số những khó khăn vướng mắc trong quản lý và hoạt động chuyên môn. Do đó tôi đề xuất cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra quan tâm bổ sung trong dự thảo luật. Cũng tại phiên thảo luận, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm đến việc thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa, cho rằng việc thành lập quỹ là rất cần thiết để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo tồn, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa mà ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng được. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thảo luận, đề nghị việc xem xét thành lập quỹ cần được nghiên cứu thấu đáo và chỉ nên ở cấp trung ương. Thực hiện chương trình công tác năm 2024, hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 19 để thảo luận cho ý kiến vào 3 nội dung: bổ sung sửa đổi quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa 17 và quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, cho ý kiến về dự thảo lần 1 báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, trình Đại hội đại biểu thành phố lần thứ 18 và công tác cán bộ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất thể thức ban hành văn bản là quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế làm việc số 09 của Thành ủy, đồng thời sửa đổi bổ sung một số điều khoản của quy định số 12 về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để đảm bảo sự đồng bộ thống nhất giữa các quy chế quy định của Thành ủy. Về dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng nhấn mạnh dự thảo văn kiện phải là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô, thực sự xứng tầm và thể hiện được ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của thủ đô theo đúng tinh thần nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sự mong muốn kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị dành cho thủ đô. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh từ nay đến khi diễn ra Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố chỉ còn 1 năm, thời gian không còn nhiều nhưng khối lượng công việc còn rất lớn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo để tăng tốc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 17 đã đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân đầu tư công, quyết liệt giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phục vụ các chương trình trọng điểm của quốc gia và của thành phố, nêu cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy đề nghị các thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Chiều nay, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2024 và ngày hội kết nối yêu thương. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào chung tay vì người nghèo, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn quận không có hộ nghèo và cận nghèo, không để phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới. Mọi người dân có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, giúp đỡ. Hiện nay 18 trên 18 phường, 127 trên 214 ban công tác mặt trận duy trì việc thực hiện mô hình giúp đỡ thường xuyên hàng tháng cho 192 trường hợp với tổng số tiền hơn 645 triệu đồng. Tại lễ phát động đã có 39 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Trong chương trình Ngày hội kết nối yêu thương,
Ban vận động Quỹ vì người nghèo trao tặng 140 suất quà với tổng giá trị lên tới 161 triệu đồng tới các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tổng số tiền 65 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ hai hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Lê Đại Hành để sửa chữa, cải tạo nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tin thế giới, ngày 23 tháng 10, tại hội nghị cấp cao nhóm BRICS ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo đã nêu ra nhiều dự án chung, từ trao đổi ngũ cốc đến hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Cụ thể, Nga, quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đã đề xuất thành lập một sàn giao dịch ngũ cốc BRICS, sau này có thể mở rộng sang giao dịch các mặt hàng chính khác như dầu, khí đốt và kim loại. Theo Tổng thống Nga Putin, việc trao đổi này sẽ góp phần hình thành các chỉ số giá công bằng và có thể dự đoán được cho các sản phẩm và nguyên liệu thô, xét đến vai trò đặc biệt của chúng trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Ông cũng cho rằng sáng kiến này sẽ giúp bảo vệ thị trường quốc gia khỏi sự can thiệp tiêu cực từ bên ngoài, đầu cơ và tình trạng thiếu hụt lương thực giả. Bên cạnh đó, ông Putin cũng kêu gọi thành lập một nền tảng đầu tư BRICS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư giữa các nước BRICS và cũng có thể được sử dụng để đầu tư vào các nước khác ở Nam Bán Cầu. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng đã bày tỏ ủng hộ việc thành lập một hệ thống thanh toán xuyên biên giới chung, giúp các nước BRICS giao dịch với nhau, bỏ qua hệ thống tài chính toàn cầu với đô la Mỹ là đồng tiền chi phối. Giới chức Uganda cho biết, một xe bồn chở nhiên liệu mất lái đã bất ngờ phát nổ tại ngoại ô thủ đô Kampala, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ vị thành niên. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Đông Phi nghèo đói này thường xuyên chứng kiến những thảm kịch tương tự trong những năm gần đây khi người dân đổ xô đi thu gom nhiên liệu từ các xe bồn liên quan đến các vụ tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương khi xe bồn bị lật, nhiên liệu tràn ra đường và bốc cháy tại thị trấn Kigoma, cách thủ đô Kampala khoảng 25 km về phía bắc. Theo cảnh sát Uganda, các nạn nhân bị cháy đến mức không thể nhận dạng được. 4 tòa nhà gồm 9 cửa hàng ở gần hiện trường cũng bị phá hủy trong vụ cháy. Ước tính thiệt hại tài sản lên tới hàng triệu shilling Uganda. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ ở miền bắc Nigeria, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Theo các chuyên gia, các sự cố bi thảm này là lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tai nạn xe bồn chở nhiên liệu và tầm quan trọng của việc thận trọng khi xử lý các vật liệu nguy hiểm.